Theo Công an thành phố Cần Thơ, đối tượng gây án là Tống Hoàng Phúc, 21 tuổi, trung sĩ công an nghĩa vụ, có nhiệm vụ bảo vệ đài phát sóng VN2. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn với một số đồng đội và buồn chuyện tình cảm. Phúc có ý định tự tử nên đã đánh cắp một khẩu súng AK-47 cùng 3 băng đạn. Tối ngày 15 tháng 4, Phúc đến thuê phòng tại nhà nghỉ 555 rồi hẹn người yêu đến để nói chuyện, nhưng cô này không đến. Đến khuya, khi nhân viên nhà nghỉ mang thức ăn lên phòng thì bị Phúc khống chế, bắt giữ. Sau đó, hai nhân viên khác lên kiểm tra thì bị Phúc nổ súng đe dọa nên phải bỏ chạy. Sau khi nhận được thông tin, Công an Cần Thơ đã huy động hàng trăm cảnh sát hình sự đặc nhiệm và lực lượng chuyên môn có vũ trang phong tỏa nhà nghỉ. Bị phát hiện, Phúc dùng súng khống chế đưa nhân viên lên sân thượng nhà nghỉ và yêu cầu chính quyền gọi điện gặp người yêu. Khi yêu cầu này không được đáp ứng, Phúc nổ súng loạn xạ khoảng 30 lần về phía lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, theo lời khai thì Phúc không có ý định làm ai bị thương, chỉ muốn thị uy để được gặp người yêu. Đến sáng, khi cha mẹ lên nói chuyện, khuyên nhủ, Phúc đã tháo băng đạn khỏi súng đầu hàng. Được biết, khách sạn 555 nằm trong phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Ô Môn, nên nhiều người dân lầm tưởng là đối tượng dùng súng cướp ngân hàng. Công an Cần Thơ cho biết sẽ tước quân tịch với Phúc rồi đưa ra xử lý theo pháp luật.